Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử cầu thủ Hồ Thanh Minh. Hồ Thanh Minh là cầu thủ bóng đá hiện đang thi đấu biên chế của đội tuyển U23 Việt Nam và thi đấu tại SEA Games 31. Hồ Thanh Minh là người dân tộc Tà Ôi, đồng thời cũng là người dân tộc thiểu số duy nhất trong số các tuyển thủ được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến với bóng đá vào năm 17 tuổi khá muộn so với các cầu thủ khác. Tuy nhiên, nhờ năng khiếu thể thao và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ sau 2 năm, cầu thủ sinh năm 2000 đã lên đội 1 câu lạc bộ bóng đá Huế. Từ đây, anh được huấn luyện viên Park Hang-seo chú ý và triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam. Hồ Thanh Minh sinh vào ngày 7 tháng 2 năm 2000, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều cao 1m68, dân tộc Tà Ôi. Được biết, Hồ Thanh Minh sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế. Nhà của Minh chỉ cách biên giới Việt-Lào chưa đến 1 km. Thuở nhỏ, Minh thường xuyên đi rừng kiếm củi, lấy mật ong cùng với bố nên đã hình thành sức khỏe tốt lạ thường. Dẫu vậy, khi ấy thì anh không hề có sở thích hay ý định đến với bóng đá. Hồ Thanh Minh đến với bóng đá khá muộn. Con đường đến với môn thể thao vua của anh chàng cũng khá đặc biệt và không hề được định sẵn. Hồ Thanh Minh có niềm đam mê với bóng chuyền. Anh đã từng có khoảng thời gian chơi bóng chuyền khá dài. Một thời gian sau, anh đã chuyển qua điền kinh và suýt chút nữa thì đi nghĩa vụ công an. Năm 2019, chàng trai cao 1m68 có cơ duyên được khoác áo đội 1 Thừa Thiên Huế và theo bóng đá tới tận bây giờ. Nhìn lại những pha không chiến thanh ban của Hồ Thanh Minh vào lưới U23 Myanmar mới thấy trong đó có đủ món nghề là anh đã từng theo học. Từ cú bật nhảy của vận động viên bóng chuyền cho đến bước chạy tuyệt đẹp của dân điền kinh. Người hùng duy nhất ghi bàn thắng tấm vé vào chung kết U23 châu Á. Tháng 8 năm 2020, Hồ Thanh Minh được thầy Park gọi tập trung cho đội tuyển U22 quốc gia. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chàng cầu thủ người Tà Ôi đã thực hiện được ước mơ và vào sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại cấp châu lục. Tiếp tục thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022, Hồ Thanh Minh như được bước ra ánh sáng khi mà được truyền thông trong nước ví von là người hùng của U23 Việt Nam. Anh chính là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar để giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo giành ngôi nhất bảng cùng với vé vòng chung kết U23 châu Á lần thứ tư liên tiếp. Đây cũng là pha phá lưới giúp Hồ Thanh Minh khẳng định tài năng và tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ. Nói về cậu học trò của mình sau vòng loại U23 châu Á 2022, chiến lược gia người Hàn Quốc đã từng dành nhiều lời khen và cho rằng Hồ Thanh Minh có rất nhiều ưu điểm và những tố chất tốt để trở thành tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam. Do thời gian đến với bóng đá chưa lâu nên vẫn còn phải cải thiện nhiều hơn. Hiện Hồ Thanh Minh thi đấu cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Trong trận đấu ngày 15 tháng 5 giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste, Hồ Thanh Minh đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam ở phút thứ 53. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.